Sáo đô C5 là gì? Sáo C5 thổi bài gì? Các nốt bấm và cách thổi sáo đô C5 hay nhất. Sáo đô C5 có rất nhiều tên gọi như là sáo C5, sáo đô hay sáo trúc C5. Đây là cây sáo đặc biệt nhất, chơi được nhiều bài cảm âm nhất. Sáo đô C5 là sáo tiêu chuẩn dành cho các bạn mới tập và cả giới nghệ sĩ chuyên nghiệp. Một cây sáo hội tụ được tất cả trong một, tiêu chuẩn, dễ sử dụng, thông dụng, dành cho tất cả các bạn yêu sáo. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là sao không phải các tôn khác BB4, A4, D4 mà phải là sáo đô C5. Bởi vì nốt đô trên cây sáo C5 sẽ bằng nốt đô trên piano hay tất cả các nhạc cụ khác. Và khi nhìn bản nhạc chúng ta sẽ không phải dịch dọc, mà chỉ cần đánh đúng bản nhạc thì âm sáo phát ra sẽ chuẩn nốt nhạc và trùng khớp với tất cả các loại nhạc cụ. Như vậy sẽ rất thuận tiện cho các bạn khi biểu diễn, hòa tấu cùng với các nhạc cụ khác như guitar, op, piano hay beat karaoke. Để cho các bạn dễ hình dung, mình sẽ ví dụ tình huống sau đây. Bạn và dàn nhạc đệm cho ca sĩ hát, bản nhạc thì có sẵn. Nếu bạn đang cầm trên tay cây sáo si dáng BB4, khi nhìn thấy nốt đô trên bản nhạc thì bạn phải thổi là nốt D trên sáo thì mới trùng khớp nốt đô trên các nhạc cụ khác. Trường hợp bạn cầm sáo son trầm D4 bạn phải thổi nốt pha trên sáo son trầm. Còn trường hợp bạn cầm sáo đô C5 thì không phải dịch dọc, không phải nghĩ nhiều mà chỉ cần chơi đúng theo bản nhạc. Loại sáo nào thổi hay nhất? Loại sáo nào dễ thổi nhất? 1. Sáo đô C5 dành cho tất cả các bạn. Đây là cây sáo tiêu chuẩn dành cho người mới tập sáo vì khoảng cách các nốt trên sáo đô C5 không quá xa và quá gần nhau. Vì vậy các bạn mới tập sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Sáo đô C5 còn được thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp, có rất nhiều tác phẩm lớn viết riêng cho sáo trúc thì hầu hết là được các tác giả viết cho cây sáo đô C5. 2. Các loại sáo đô C5 nên chọn sáo đô C5 6 lỗ hay 10 lỗ. Sáo đô C5 được chia làm hai loại là sáo 6 lỗ và sáo 10 lỗ. Giống như tên gọi, sáo đô C5 6 lỗ gồm có 6 lỗ bấm chính, không tính lỗ thổi và lỗ thoát hơi ở đuôi sáo. Ví dụ sáo đô C5 6 lỗ chỉ có 6 lỗ bấm. Khi ta bịt kín 6 lỗ bấm sẽ ra nốt đô quãng 1. Sáo đô C5 6 lỗ tôn sáo sẽ trên thang âm trưởng, bao gồm đô re mi fa sol la si. Chính vì vậy các bạn mới tập thổi sáo hoặc các bạn không chuyên nên dùng sáo đô C5 6 lỗ. Còn sáo đô C5 10 lỗ sẽ có 10 lỗ bấm. Ngoài những lỗ bấm giống như sáo 6 lỗ thì trên sáo 10 lỗ còn có các lỗ bấm nhỏ, tương ứng với các nốt thăng dáng, được phụ trách bởi các ngón tay út và ngón cái. Khi ta bịt kín 10 lỗ âm thanh phát ra cũng sẽ là nốt đô quãng 1. Tuy nhiên tôn sáo trúc 10 lỗ sẽ trên thang chromatic, ví dụ đô, đô thăng, dê, dê thăng, mi, pha, pha thăng, son, son thăng, la, la thăng, si. Như vậy có thể thấy sáo 10 lỗ có thể chơi được hầu hết các tôn giọng khác nhau, cơ động hơn so với sáo 6 lỗ. Thường các học sinh trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp hoặc nghệ sĩ sáo trúc chuyên nghiệp mới hay sử dụng cây sáo 10 lỗ. 3. Cách thổi sáo đô C5 thổi bài gì? Có chơi được nhiều thể loại không? Kinh nghiệm và cách thổi sáo đô C5 có nhiều, vì đây là cây sáo thuộc tôn trung cao, vậy nên môi chúng ta sẽ phải căng hơn so với các cây sáo trầm khi lên quãng cao. Chính vì vậy mà nhiều bạn không thích và ít chơi cây C5 vì khó thổi hơn các cây sáo trầm. Ngược lại, nếu chịu khó siêng năng tập luyện, thì cây sáo đô C5 có thể chơi được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Hơn nữa, việc luyện tập thường xuyên cây sáo đô C5 sẽ làm cho các bạn thổi những cây sáo trầm dễ hơn rất nhiều. Sáo đô C5 có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc khác nhau, từ dễ đến khó. Ví dụ, Despacito, anh vẫn hành quân, trên đường chiến thắng. 4. Sáo đô C5 bán ở đâu, giá bao nhiêu? Sáo đô C5 tại sáo trúc Hoàng Anh được thiết kế riêng cho người mới tập, mới học sáo. Cực kỳ dễ thổi, dễ bắt hơi. Ngoài ra các bạn còn được tặng ngay khóa học thổi sáo cho người mới bắt đầu trị giá 300.000. Được tặng ngay khóa học nhạc lý cơ bản trên sáo trúc trị giá 200.000. Hoặc các bạn có thể chọn khóa học siêu tốc các bài hát nổi tiếng. Nhạc trẻ, nhạc hoa, em mới nhất trị giá 400.000 bao gồm beat, karaoke độc quyền, cảm âm độc quyền, kèm thêm khóa nhạc lý cơ bản. Các bạn nên mua cây sáo tốt, chuẩn âm ngay từ đầu. Chỉ với 500.000. Các bạn đã sở hữu cho mình ngay một cây sáo và chọn bộ khóa học thổi sáo dành cho người mới bắt đầu để các bạn tự luyện tập một cách dễ dàng.